Samsung, tủ lạnh số 1 thế giới. Khám phá ngay! Ba miền đậm đà hương vị Việt. Xin được chào đón tất cả các bạn đang đến với Chi Đẹp Đạp Gió 2024. Và bây giờ tôi xin công bố công diễn 2 chính thức bắt đầu. Ngày hôm nay, hai liên minh sẽ tham gia trong 8 phần trình diễn đối kháng. Wow. Hơn 50 phút trước tôi, có thể là em không thể biểu diễn được. Cái sự thành công của mình nó không kịp với cái sự già đi của em, bố mẹ mình. Em được mọi người yêu thương và mình bước vào đây không hối hận. Và bây giờ, mặc dù là không muốn làm công việc này, nhưng Jun bắt buộc phải nói. Đây là thời khắc để chúng ta biết được thành viên nào sẽ ra về trong ngày hôm nay. 8 chị đẹp mà Jun vừa đọc tên là 8 chị đẹp nằm trong danh sách nguy hiểm. Vẫn còn hy vọng, vẫn chưa biết kết quả. Đến bây giờ mới đã ra về thì tiếc nuối, mình chưa thực sự được làm những cái điều mà mình mong muốn ở chương trình này. Mình có thể nào mà không có làm việc này được không? Là bây giờ phải đi liền. Người ra đi thì cảm giác bỏ rơi đồng đội của mình, còn người ở lại thì cảm thấy rất là cô đơn. Comfort mẫu đơn kiêu sa, nét hương hoàn thiện phong cách. Chị đẹp đạp gió 2024, 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên hệ thống YouTube Gia Quanh, thứ bảy hàng tuần từ ngày 26 tháng 10 2024.